Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng trò chuyện về câu chuyện lựa chọn đầu tư tài sản đầu tư nào để an tâm đầu tư. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của bạn Hồng. Tôi chưa tạo được nguyên tắc kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân. Có phải buộc phải có kỷ luật mới đạt được tự do tài chính cá nhân hay không? Có cách nào để giảm được sự chi tiêu tùy hứng sang có kỷ luật hay không? Vì tôi quan tâm đến giáo dục và cảm thấy mình vẫn cần phải học hỏi, cập nhật kiến thức. Hiện tại thì tôi chưa đề cao việc tích lũy tài sản, nhưng cũng có khoản tiền tiết kiệm khẩn cấp. Vậy việc tôi chi tiêu phần lớn thu nhập của mình cho việc đầu tư giáo dục cho bản thân và con cái tại thời điểm hiện tại có sai hay không ạ? Tôi 29 tuổi và có hai cháu nhỏ, năm nay vào lớp 1 và gần 3 tuổi. Xin cảm ơn các chuyên gia và mong các chuyên gia có thể đưa cho tôi lời khuyên. Thì với trường hợp của bạn Hồng thì anh Quang nghĩ như thế nào ạ? Mình luôn cách tiếp cận theo hệ thống và tổng thể. Cho nên với trường hợp của Hồng thì mình khuyên Hồng là nên gặp các chuyên gia của VinRec để chúng ta cùng nhau làm một cái kế hoạch tài chính tổng thể, gọi là wealth planning tổng thể. Thì trên cơ sở đó Hồng mới xác định ra được là cái mục tiêu của Hồng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Hồng muốn giải quyết cái gì trong cuộc sống của mình. Từ đó mới tính toán ra được là tài chính cần nguồn lực như thế nào. Sau cái bước xác định mục tiêu thì Hồng sẽ rà soát được cái nhận diện được cái tình hình hiện tại của mình. Đúng không? Trên các cái bảng tài chính cơ bản cá nhân, ví dụ như là cân đối được cái dòng thu chi để thấy được nguồn thu hiện giờ nó đang như nào rồi, trạng thái ra sao, rồi cái chi nó có hợp lý chưa, các cái cấu phần chẳng hạn như trong này bạn ấy có nhắc đến các cái khoản chi cho bản thân, giáo dục con cái này kia vân vân, thì mình cũng tính ra tỷ lệ để mình biết được là như nào là nhiều, như nào là ít, như nào là hợp lý không. Rồi thì Hồng cũng cần phải rà soát lại cái bảng cân đối tài sản của mình để xem thử là mình đã xây dựng được đủ các cái loại tài sản cơ bản, gồm có tài sản phòng vệ, tức là quỹ thanh toán nhanh, rồi bảo hiểm, rồi tích sản hưu trí, rồi các loại đầu tư theo mục tiêu, vân vân, các loại chưa, đúng không? Rồi cân đối giữa tài sản tiêu sản hiện tại như nào, đúng không? Thì trên cơ sở đó thì mình mới trả lời được một loạt các cái câu hỏi mà Hồng đưa ra, ví dụ như là có cần kỷ luật để đạt tự do tài chính hay không, đúng không? Ví dụ như trường hợp mà Hồng hiện tại là đã có rất nhiều tài sản rồi, đúng không? Thế thì như thế thì cũng có thể là chỉ cần là mình giữ được cái thành quả đó thôi thì cũng đã là đạt được cái tự do tài chính rồi, đúng không ạ? Thế còn cái trường hợp khác là nếu mà cái mục tiêu tự do tài chính với cái xuất phát điểm của Hồng hiện tại nó quá xa thì lúc đó là chắc chắn là cần một cái sự kỷ luật trong tích lũy và đầu tư liên tục thì mới đạt được cái mục tiêu này. Rồi có thêm một cái câu hỏi mà Hồng có đặt ra trong tình huống này là giảm dần cái sự chi tiêu tùy hứng sang kỷ luật như nào. Thì mình tin rằng là một khi mà đã có một cái kế hoạch tổng thể với các cái mục tiêu, các bước nhận diện rõ ràng rồi thì nó sẽ tăng thêm cho chúng ta cái sự quyết tâm và cái sự kỷ luật. Giống như người ta bảo là có mục tiêu, có con đường thì tự nhiên người ta sẽ có các cái bước chân đi vững chắc trên con đường đó. Đồng thời là mình khuyên là Hồng nên nhờ các cái chuyên gia gọi là financial coach của VinRec, tức là tóm lại là những người huấn luyện viên về tài chính để có thể giúp cho Hồng từ cái khâu xác định mục tiêu rồi đưa ra chiến lược hành động của các loại follow up và đồng hành Hồng tính suốt cái con đường của mình, đúng không ạ? Thì như vậy là nó sẽ tăng được cái tính kỷ luật lên rất là nhiều và cái cơ hội để thành công nó sẽ cao hơn. Bạn Hồng còn có một ý nữa là hiện tại thì bạn đang muốn phần lớn cái thu nhập của bạn ấy là dành cho việc đầu tư cho khoản học tập, giáo dục cho bản thân bạn và cho con cái của bạn. Thì anh nghĩ sao về cái khoản tiền này? Việc đầu tư giáo dục cho bản thân và con cái là một cái việc làm hết sức chính đáng. Nhưng tuy nhiên theo mình thì cái việc đó cũng nên nằm trong một cái tài chính tổng thể, tức là mục tiêu của mình như thế nào, đúng không ạ? Thì lúc đó nó sẽ có một sự cân đối, tức là trong khi xây dựng những tài sản khác, chúng ta vẫn dành một phần cho giáo dục của con và đầu tư cho bản thân để mà tiếp tục nâng cao cái human capital của mình để nhằm đạt được cái tiềm năng tạo ra thu nhập trong tương lai. Thì cái đó cũng là một việc rất tốt, nhưng mà như mình nói rồi, vẫn phải là tiếp cận trên cái cơ sở một cái tài chính tổng thể để có một cái tỷ lệ tương đối hợp lý. Còn cái việc mà đầu tư thường xuyên và human capital bản thân là điều chắc chắn là nên làm. Nhưng mà như bạn Hồng có nói thì bạn Hồng chỉ có cái khoản tiết kiệm để cho trường hợp khẩn cấp và bạn chưa có ý định để tích lũy tài sản. Vậy thì anh Quang thì khi nào bạn nên tích lũy tài sản? Mình nghĩ là việc tích lũy tài sản là việc nên làm càng sớm càng tốt. Không nên chỉ dành cái tiền cho tiết kiệm không, mà cái đó cần phải xây dựng các loại tài sản cơ bản. Sau khi xây dựng được tài sản phòng vệ rồi, đúng không? Tích sản hưu trí rồi thì đầu tư theo mục tiêu, mà nên xác định đầu tư và nên gặp các cái chuyên gia VinRec để có offer các cái gói
dịch vụ quản lý tài sản tương xứng để có thể hỗ trợ Hồng được trong cái trường hợp mà Hồng chưa có nhiều kiến thức trong cái lĩnh vực đầu tư của mình. Vậy thì có lẽ là trường hợp của bạn Hồng thì mình đang nói về và giải quyết cái tình huống về tổng quan về tài chính cá nhân và kế hoạch của tài chính cá nhân. Vậy thì đến với câu chuyện thứ hai là câu chuyện của bạn GG, là bạn GG có hỏi là nếu có 1 tỷ trong tay bây giờ thì nên làm gì? Tức là cái câu chuyện này bạn nói lên là của một đứa em gái của bạn thôi, là đang sống theo chủ nghĩa tối giản và mỗi tháng thì tiết kiệm được 7 đến 10 triệu, đang có trong tay 1 tỷ. Và em gái của bạn đó có hỏi là nên mua nhà đợt này hay không, vì tính nó khá là thèm, cả thèm chóng chán, và sợ mua nhà xong thì lại chán. Mà vì tầm này là có 1 tỷ thôi thì nếu như mua nhà thì cũng mua được ở khu Hà Đông và khá là xa so với nội thành. Thì bạn nên mua nhà hay là chỉ gửi tiết kiệm và để đó? Vì bạn cái em của bạn GG thì cũng chưa biết là đầu tư, cũng chỉ mới biết là đi làm và kiếm tiền và tiết kiệm thôi. Vậy thì nếu như bạn có 1 tỷ trong tay bây giờ thì anh Quang có thể đưa cho bạn lời khuyên là bạn nên làm gì để có thể... Cái của GG chưa đủ thông tin. Mình nghĩ là nếu mình làm việc với GG, mình sẽ lấy thêm thông tin và vẫn là trên cái cơ sở tiếp cận một cách hệ thống và tổng thể. Có nghĩa là GG cần phải làm một cái hạch wealth planning, cái hạch tài chính tổng thể, trong đó xác định rõ các cái mục tiêu ngắn, trung và dài hạn của mình cần cái gì. Đồng thời là rà soát, đánh giá nhận diện hiện tại, thu chi hiện trạng đang ở đâu. Bạn chỉ nói là bạn có khoản tiết kiệm 7 đến 10 triệu thôi, và có cái tài sản là có trong tay tiền tiết kiệm 1 tỷ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta cần phải thu thập thêm thông tin để biết được là tổng thu như nào, saving rate đang ở mức sao, chi tiêu hợp lý hay không. Bên tài sản thì ngoài cái này còn cái gì nữa không? Và đã xây được các loại tài sản cơ bản gồm có quỹ thanh toán ngắn hạn, đúng không ạ? Rồi các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Có cái kế hoạch để tích sản hưu trí chưa? Còn cái việc mà cân nhắc mua nhà hay gửi tiết kiệm thì nó cũng nằm trong cái gọi là goal investing, tức là đầu tư theo mục tiêu. Đã. Thì trên cơ sở tiếp cận như vậy thì mình sẽ có phương án cho 1 tỷ này nó dễ dàng hơn. Có nghĩa là 1 tỷ này cần phải trích ra để xây dựng cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh, tương đương với khoảng 6 đến 12 tháng chi tiêu. Thì lúc đó chúng ta cần phải có cái tài chính mới biết được là chi tiêu của GG đang ở mức nào, thì mình sẽ có cái tiền tương ứng cho cái quỹ thanh toán nhanh như vậy. Rồi ngoài ra thì cũng tính toán xem tức là với trường hợp của GG thì cần mua bảo hiểm bổ sung các loại như nào, rồi xây dựng cái kế hoạch tích sản hưu trí trong tương lai ra sao, có thể cân nhắc các cái gói tích sản hưu trí của bên VREX. Sau khi đã có các cái loại tài sản cơ bản rồi thì chúng ta nghĩ tới việc là thực hiện cái investment planning, tức là kế hoạch đầu tư cho những cái mục tiêu cụ thể. Trường hợp trong trường hợp này bạn đang cân nhắc mua nhà với giá tiền bao nhiêu, thì mình nghĩ là xác định cái số tiền mua nhà ở đâu, giá tiền bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái gì ạ? Cái gì? Thì mình nghĩ đây là nó sẽ liên quan đến là sau khi cân đối cái dòng thu chi thì bạn ấy có thể có được cái dòng tiền để chi trả cho cái ngôi nhà nó như thế nào. Thì từ đó mình sẽ tính ra cái quy mô tương ứng là cái nhà cần mua bao nhiêu, chứ không nhất thiết là cứ phải mua 1 tỷ và ở Hà Đông, đúng không? Bởi vì GG hoàn toàn có thể dành một phần tiền equity của mình, đồng thời vay thêm một cái lượng khác để có thể mua một cái nhà gần trung tâm hơn để phục vụ cho cái việc đi làm. Nhưng mà phải tính toán làm sao mà cái quy mô nợ đó mà cái dòng tiền cân đối để trả hàng tháng nó không vượt quá 30% cái tổng cái thu nhập của bạn ấy, thì từ đó tính ra ngược lại nó sẽ ra được cái số tiền mua nhà tương ứng là mức bao nhiêu phù hợp. Còn lại bạn ấy đang cân nhắc là 1 tỷ nên gửi tiết kiệm hay không, thì mình khuyên là không nên gửi tiết kiệm, bởi vì về lâu về dài thì nguồn tiết kiệm không phải là nguồn để mà có thể tăng trưởng được tài sản lâu dài của mình, được hướng tới những cái mục tiêu cao hơn, đúng không ạ? Thì cái kế hoạch đầu tư như nào thì nên hiểu được bản thân mình như nào, từ đó phân bổ tài sản hợp lý cho các cái kênh đầu tư. Vậy thì sau hai câu chuyện của bạn GG và bạn Hồng thì cái việc mà lập kế hoạch tài chính và hoạch định tài chính cá nhân là hết sức quan trọng và cần thiết. Nếu như mà các bạn đã có kế hoạch tài chính thì có thể, nếu như các bạn đã có kế hoạch tài chính mà chưa hiệu quả thì các bạn có thể lập lại kế hoạch tài chính và sử dụng cái web planning của VNRX. Còn nếu chưa có thì hãy ngay lập tức sử dụng cái tool web planning của VNRX để có thể có một kế hoạch tài chính hướng tới con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Ngoài ra, nếu như mà các bạn mà không giữ được kỷ luật thì hãy có thể nhờ đến các chuyên gia hay các huấn luyện viên về finance của VNDirect để có thể giúp các bạn đồng hành và tạo được cái thói quen trong tài chính cá nhân của bản thân mình và gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã